sao vậy con? Ngồi xuống đây nói mẹ nghe nè. Thôi được rồi, không học thì thôi. Mẹ dẫn con lên phòng nha. Đi đi, cô ngồi đây cô đợi tôi chút xíu nha. Chị xin lỗi em, con chị á nó hay bị kích động như vậy lắm. Nhưng mà chị cần người dạy tiếng Việt cho nó, nếu không á nó sẽ không được đi học. Mà như vậy á thì bệnh tình của nó sẽ ngày càng nặng hơn. Sao đọc thì không nói trước, để tôi còn chuẩn bị tâm lý nữa. Đây là tiền lương của em ngày hôm nay, em về nhà suy nghĩ kỹ đi. Nếu mà em đồng ý giúp chị á thì em báo lại, còn không thì chị sẽ nhờ người khác. Em đã dạy được gì đâu mà nhận. Thôi em trả lại cho chị. Ê, không. Ê, buổi dạy đầu tiên sao rồi? Cũng tạm ổn mà. Mà thằng bé đó nó có ngoan không? Cô giáo vừa xinh đẹp vừa dễ thương gì, chắc là nó ngoan lắm đúng không? Bà đi dạy đi, tôi nhận suất dạy này cho bà. Đặc biệt lắm. Bộ có chuyện gì khó khăn hả? Đi làm thời gian đầu chuyện khó khăn cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà không biết nếu bà là tôi, bà có chịu nổi không nữa. Có chuyện gì bà nói cho tôi biết đi. Oanh, tôi mới mua cho bà chai Ice Plus Beauty nè. À, ủa, có hồng nữa hả? Thì tôi mua có một chai à, không mấy hai người mình tự chia sẻ cho nhau ha. Không cần. Không, không. Cái bà này nói xíu giận rồi, không xịn xíu nào hết chứ. Ông thôi đi. Đàn ông con trai gì đâu mà không có ý tứ gì hết á. Ủa vậy là tôi không xịn hả? Ừ. Anh Tài hả? Anh điều tra giúp cho tôi một chuyện. Dừng chân trên bên khi chiều nắng chưa phai. Ai, cây trường mình trồng đẹp quá. Mới có ý tưởng gì thêm không ta? Ý tưởng thêm để cho cây trường mình. Đăng ký cho cô để đám con trai lại vây quanh cô, tung hô cô đẹp, tung hô cô giỏi hả? Quên đi ha. Ê, à, người đẹp đang làm cái gì vậy? Cho ngồi ké cái coi. Ồ, đăng ký đi cheerleader hả? Ừ. Mượn đi. Xịn sò. Nguyễn Thúy Hồng nè, Nhung nè. Ủa, nhưng mà gạch ghê vậy? Oanh. À, thì cái này em viết sai tên á, cho nên bây giờ em đi lấy giấy khác em viết lại nha. Nhìn thẳng vô đôi mắt có hồn của anh mà nói, anh đang nghĩ gì? Tào lao quá, làm gì thấy ghê quá. Thôi em đi lấy giấy đây. Nè, Oanh lo cho em dữ lắm á. Nghe nói là em đang dạy nhầm cho một thằng nhóc bị tự kỷ hả? Sao em biết Oanh đã lo cho em? Oanh không bao giờ lo cho ai khác ngoài nó hết trơn á. Dám cái với anh không? Bạn bè sao lại làm vậy? Cái gì khó khăn thì cùng nhau giải quyết. Tự kỷ thì mình giải quyết theo kiểu tự kỷ, đúng không? Đối với trẻ con thì em phải mềm mỏng, cứ nghe nó chiều nó thì mới được.
Cho tới lúc nào mà nó chịu chơi với em á thì em nói gì nó cũng nghe hết trơn á. Cố lên Khang, chị có kẹo nè, ăn không? Nè nha, kẹo này nè, kẹo này là kẹo kẹo dâu sữa nè, kẹo này là kẹo dâu nè. Bây giờ chị cho Khang 3 cây. Ngon lắm á nha, hơi bị thích luôn á. Khang có ăn không? Ăn không, ăn không, ăn không. Cái này á, Khang mà không ăn là chị sẽ ăn hết 3 cái cây kẹo này. Phải rồi đúng không? Thích rồi chứ gì? Ăn không? Thằng nhỏ này. Khao! Khao! Hay là bây giờ chị biểu diễn cho em xem luôn. Chị hát hay lắm, chị nhảy cũng đẹp nữa ha. Và sau đây chị sẽ biểu diễn bài hát Một Con Vịt cho Khang nghe nha. Một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cắp 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 cắp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bơm, lúc lên bờ vây cái cánh cho khô. Hay không? Hao! Hao! Nãy giờ chị đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà em không thích chị thì thôi, chị không làm phiền em nữa. Chị đi về đây. Đừng có về. Rồi, tôi hiểu rồi. Ừ, cứ y những điều khoản đó mà làm thôi nhá. Ok. Rồi, bye bye. Quà cho người yêu mới đúng không? Em đúng là chu đáo như ngày nào Ly ạ. Liên quan gì tới anh? Gọi tôi ra đây có chuyện gì? Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, phải nhẹ nhàng và nữ tính thì đàn ông mới mê mệt em được. Này, nói giọng kiểu đá xoáy như thế thì tôi đây không có rảnh. Mình có nhiều thời gian mà xem cứ phải luôn luôn căng thẳng như vậy hả? Dù gì thì mình cũng đã có nhiều thời gian mặn nồng và âu yếm nhau mà. Nói cho anh nghe đi, người đàn ông đó là ai? Thầy Khải phải không? Anh im đi, anh bị thần kinh à? Liên quan gì tới anh? Là người yêu cũ của nhau mà sao lúc nào em cũng cứ nặng nhẹ với anh hoài vậy? Anh đau ở đây nè. Anh nên nhớ, anh là người chấm dứt trước. Anh nhai đi nhai lại chuyện cũ, không cảm thấy nhàm à? Mà bây giờ anh cũng đang theo đuổi người khác đấy thôi. Đừng xía vào chuyện của tôi. Xong rồi đúng không? Từ từ. Thế bây giờ dự án Bắc Đảo Kim Cương của Thịnh Nguyễn có đủ hấp dẫn em không? Cảm ơn cô. Mời anh vào. Phòng đẹp đấy. Sao căng vậy? Ngày hôm nay tôi mang tới cho thầy một tin vui đó. Tôi nhớ là anh với tôi đâu có đủ thân để mà chia sẻ buồn vui gì đâu. Thì cứ coi như là tôi đang làm một điều tốt đi. Tôi sẽ nói với chú Nguyễn là thầy không cần phải giám sát Hoàng Oanh nữa, và tôi sẽ thay thầy làm chuyện đó. Ý anh là sao? Ý tôi là thầy không còn giá trị sử dụng gì cả, và thầy có toàn thời gian để mà bám chân cô công chúa nhỏ của mình. Rốt cuộc á là anh muốn nói cái gì?
Làm phiền anh nói rõ ra. Tôi tin là một người thông minh như thầy sẽ hiểu với tôi mà. Cửa phía sau không tiện. Được thôi, nhưng thầy phải nhớ, cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn. Mời anh. Phi, em đang ở đâu? Lệnh với Sang có chỗ em không? Ê, ê, buông ra. Lệnh với Sang chùm bao bố nhốt người ta vô trong toilet rồi thầy. Ủa, mà ông đó là chồng sắp cưới của Hoàng Quanh thiệt đó hả thầy? Sao mấy đứa làm vậy? Không sợ bảo vệ thấy phải làm bản kiểm điểm sao?